Xin chào các em học sinh khối 2 đã đến với môn thể dục. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài tập thể dục phát triển chung. Và trước khi vào bài tập thì chúng ta sẽ khởi động các khớp và căng cơ. Đối với bài tập thể dục phát triển chung này thì sẽ có 8 động tác và các em lưu ý thực hiện mỗi động tác là 2 lần 8 nhịp giùm thầy. Động tác số 1, vươn thở. Động tác số 2, động tác tay. Động tác số 3, động tác chân. Động tác số 4, động tác lường. Động tác số 5, động tác bụng. Động tác số 6, động tác toàn thân. Động tác số 7, động tác nhảy. Động tác số 8, động tác điều hòa. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành thả lỏng. Các em nhớ tập luyện đầy đủ các động tác để có một sức khỏe thật tốt. Hẹn chào các em.